Kính chào, chúng tôi là Võ Thanh Nhân và hôm nay chúng tôi đang ở tại thủ đô của nước Thụy Sĩ. Và trong cái chuyến viếng thăm thủ đô này thì chúng tôi may mắn gặp được một người Việt Nam, và một người Việt Nam có một cái gian hàng đang làm ăn ở tại ngay trung tâm của một cái nơi mà chúng ta nghĩ là rất là đông du khách tới đây để mà thăm. Và anh là anh Tuấn. Anh Tuấn là một trong những người mà chúng tôi gặp được. Lý do là tại vì cái gian hàng của anh Tuấn ở bên ngoài là quý vị thấy là có lá cờ quốc gia của chúng ta, và khi đi vào bên trong thì chúng ta thấy có hình những cái biểu tượng, mà những cái biểu tượng của người Việt thiết tha cho một cái sự thay đổi của đất nước chúng ta, tức là những cái sự bất công bắt giam cha Lý chẳng hạn, hoặc là đòi thả chị Bùi Thị Minh Hằng, hoặc là có những cái biểu tượng mà cho thấy rằng đây rõ ràng là một cái người tị nạn mà đã đến để mà sống định cư tại Thụy Sĩ. Và hôm nay nhân dịp chuyến thăm này thì chúng tôi mới có dịp để mà hỏi thăm anh Tuấn, và cho biết rằng là anh Tuấn cũng đến Thụy Sĩ vào cái năm mà giống như chúng tôi bỏ nước ra đi, năm 1980. Thì trước hết Tuấn có thể cho biết rằng đó là hiện nay cuộc sống như thế nào và gia đình các con sao vậy? Tôi nói sự cuộc sống của tôi hôm nay ở Thụy Sĩ là trên 30 năm rồi, rất là thoải mái, và con cái tôi học cũng sắp thành tài, mà nhưng mỗi lần nhớ quê hương là mình thấy như là tuổi tuổi cho quê hương. Cuộc sống của mình quá quá đầy đủ, mà quê hương của mình càng sống thì cái quê hương càng ngày nó càng đi xa hơn là cái thế giới hiện tại. Cho nên mỗi lần mà nhớ quê hương là mình chỉ nhớ là mình thương quê hương thôi. Ngoài ra mình cũng hy vọng một ngày nào cái xã hội bất công nó sụp đổ để cho người dân mình đi theo một thế giới mới giống như hiện tại, cuộc sống của tôi hiện tại như vậy. Cũng đồng một người Việt Nam sinh sống mà thật sự là tôi rất thoải mái, rất tự do, mà ngược lại cái người giống như tôi về bên Việt Nam á, người ta sống một cái cuộc sống như là khó khăn không có thể mà tưởng tượng nổi. Nhưng mà anh Tuấn có nói rằng là anh Tuấn nhờ đi nhiều, đi khắp nơi trên thế giới, nhưng mà anh Tuấn nghĩ rằng khi càng đi nhiều thì càng quê thương thương người dân ở quê mình. Tại sao vậy? Tại vì mình đi quê hương phát như là khắp thế giới, nhưng mình ngược lại nhìn lại cái quê hương của mình á, là cuộc sống của mình á không bằng một cái thế giới, là như thí dụ một đứa trẻ nó được đi du lịch chỗ này chỗ kia để nó nhắm cái thế giới tự do làm sao. Còn ngược lại cái người dân của mình á chỉ biết làm và khổ, làm và khổ thôi. Còn đó là một cái vấn đề nó đi đi rất là quá xa. Nhưng mà lúc mà Việt Cộng vào, tức là sau năm 1975 thì anh Tuấn cũng còn trẻ lắm. Nhưng mà tại sao đâu mà anh Tuấn có một cái ý thức thương những người thương ở bên Việt Nam Cộng Hòa? Tại chúng ta cũng được biết là vào ngày hôm qua, ngày Chủ nhật, ngày 30 tháng 8, thì ở tại thủ đô tị nạn chúng ta có một cái buổi gây quỹ giúp những người thương binh. Thì trước đây anh Tuấn những năm vừa qua nhờ quen cái Trần Thiện Thanh Toàn hoặc là số anh em đã từng gửi tiền về giúp cho chị Hạnh Nhơn để mà gây quỹ giúp cho những người thương binh. Ở đâu mình có được một cái sự suy nghĩ khi mình còn quá nhỏ, khi mà lúc Việt Cộng vô mình chỉ có 15 tuổi thôi mà. Đó là một sự tôi có một cái sự nhận 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 thức được, tại vì tôi sống với xã hội cộng sản là 4 năm, là tôi thấy như là cái cuộc sống giống như một con chim ở trong lồng, cho nên tôi quyết định là tôi phải đi ra khỏi cái xã hội cộng sản đó. Từ khi mà tôi ra khỏi xã hội cộng sản, tôi qua tới Mã Lai thì 1 năm tôi thấy như là con chim nó đi được cái tự do, là xong xuôi qua tôi được một cái xã hội tự do như Thụy Sĩ công lập nó nhận tôi nuôi, thì tôi sống ở đây tới 30 mấy năm, thì tôi nhận thức được tại sao mà đất nước của mình hồi xưa mình đi tới đâu người ta cũng công nhận người Việt Nam của mình là có nhận thức, có ý thức. Đến khi bây giờ cộng sản nó vô á, mình đi tới đâu tôi nói thật sự là mình tuổi cho mình là mang người Việt Nam. Cho nên nhiều lúc tôi nói, giờ tôi nói thật sự là trên tất cả thế giới Việt Nam, tôi nói thật sự, tôi nói là tôi là người Việt Nam, mà Việt Nam Cộng Hòa chứ không phải là người Việt Nam Cộng Sản. Tôi nói một ngày hôm nay là một ngày chống cộng của tôi, là suốt đời chống cộng. Tôi hy vọng á là nước Việt Nam sẽ thay đổi, có tự do, có nhân quyền, thì lúc đó tôi sẽ về tôi phụ những người trong nước, hay phụ giúp những gì tôi làm được khả năng để cho đất nước mình theo kịp một thế giới bên ngoài. Và khi mà chúng ta nói cái tính thời sự của đất nước chúng ta đó, thì vấn đề giàn khoan đó, anh Tuấn có theo dõi và có suy nghĩ về vấn đề giàn khoan như thế nào không? Nếu mình nói về giàn khoan á, tôi rất là ấm ức, tôi là người Việt Nam. Nếu mà thật sự tôi có chức quyền gì ở trong mà đất nước á, tôi thật sự là những người mà Trung Cộng á, là bắt buộc phải rời ra khỏi đất nước Việt Nam, là thứ nhất. Là thứ hai nữa, những người mà Trung Quốc qua làm ăn với người Việt Nam á, là cần nhất là cái công nhân của Trung Quốc là không được vô Việt Nam làm, giống như mà tất cả những thế giới khi mà mở một cái công xưởng của trong đất nước người ta thì công nhân của người ta làm việc, chứ không có đất nước của Trung Quốc mà qua làm việc bên Việt Nam. Đó thật sự là như vậy. Và cái hoài bão hiện nay của anh Tuấn là như thế nào? Hoài bão của tôi hiện nay á, là tôi muốn cái chế độ cộng sản càng sớm càng sụp đổ, để cái người dân có một cái tự do, có nhân quyền, và cái nhân dân Việt Nam sẽ giống như cái 30, 40 năm về trước, để đi ra nước ngoài người ta công nhận mình là người Việt Nam. Là tôi cũng
tự hào là tôi là người Việt Nam. Còn bây giờ tôi nói thật sự nha, tôi đi thế giới người ta hỏi tôi ở đâu tới, tôi nói thật sự là tôi ở Thụy Sĩ. Còn nói nếu mà cái gốc Việt Nam, người Việt Nam, là tôi nói tôi là người Việt Nam Cộng Hòa chứ không phải là Việt Nam Cộng Sản. Tôi nói thật sự là vậy. Cũng nhân cái dịp mà chúng tôi đến thăm Thụy Sĩ thì cũng rất là cảm kích được cái niềm hãnh diện của một cái người Việt Nam mà chúng ta đứng ở đây, chúng ta làm cái công tác của một cái người giống như là cung cấp những cái dịch vụ để mà giúp cho lợi ích chung của người Thụy Sĩ. Nhưng mà có bài tỏ là một cái lập tường quốc gia rất là rõ ràng, giống như quý vị thấy rằng bên ngoài chúng tôi có một cái lá cờ, và chính lá cờ này đã làm cho tôi đến gần với anh Tuấn hơn. Và như vậy là những cái khoảng cách của Mỹ và Thụy Sĩ hay là bất cứ những cái khoảng cách gì cũng chúng ta cũng có thể chinh phục được nếu mà chúng ta có cùng chung một cái lý tưởng, cùng chung một cái lập trường, và đặc biệt là chúng ta đứng dưới một cái lá cờ của người Việt quốc gia, mà lá cờ đó đã có sự hy sinh của rất là nhiều những người đã vì lý tưởng đó mà đã đổ xương máu xuống để mà bảo vệ chúng ta, bảo vệ cái thành trì mà lý tưởng tự do của chúng ta. Nhân đây thì chúng tôi cũng xin được cảm ơn anh Tuấn, và hy vọng chúng ta sẽ gặp nhau ở những cái phương trời nào đó mà chúng ta có được tự do dân chủ cho người dân Việt Nam của chúng ta. Đúng rồi, tôi cũng hy vọng là vậy. Tất cả người Việt Nam nếu tròn thế giới mình đồng lòng với nhau để mình giúp đỡ cái đai quê hương đất nước của mình, tương lai của mình, Việt Nam của mình sẽ giống như 40 năm về trước, sẽ có người có tự do. Thì lúc đó người Việt Nam mình đi tới chỗ nào người ta cũng công nhận là người Việt Nam có ý thức, có sáng kiến, không phải như bây giờ giống như Cộng sản đi tới đâu người ta sợ tới nó. Xin được cảm ơn và xin kính chào quý vị. Yeah.